Trên thực tế là chúng tôi đã quan sát và đánh giá những bệnh nhân tiểu đường có sử dụng sữa tiểu đường thảo dược Mamigo trong vòng 10-15 ngày đã cho được những các cái dấu hiệu khả quan. Thứ nhất là giúp cho ổn định đường huyết này. Thứ hai là giúp cho người bệnh tỉnh táo hơn, khỏe mạnh hơn, giúp cho người bệnh ăn ngon này, ngủ ngon hơn và ít đi tiểu đêm hơn. Và đặc biệt nữa là khi mà trước khi tập chúng ta sử dụng một ly sữa tiểu đường thảo dược Mamigo thì cũng đã giúp cho người bệnh có thể luyện tập mà không có cái sự mệt mỏi hay là đuối sức. Sở dĩ có được những các cái dấu hiệu khả quan như vậy nó chính là nhờ vào sữa tiểu đường thảo dược Mamigo. Và hiện nay thì đây trên tay tôi đang có cái sản phẩm sữa tiểu đường thảo dược Mamigo. Vì sao mà nó lại có những cái ưu điểm nổi trội như vậy thì là vì là trong đó nó sẽ có những các cái thành phần rất là đặc biệt. Thứ nhất là trong về cái thành phần của sữa tiểu đường thảo dược Mamigo, nó gồm có đông trùng hạ thảo, dây thiều canh, cũng như là sữa non nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Về cái thành phần này thì chúng ta biết là đông trùng hạ thảo là một cái thảo dược rất quý hiếm mà xưa kia cha ông ta rất hay dùng trong việc hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý mãn tính, nâng cao sức khỏe, và đặc biệt nữa là nó cũng có những cái tác dụng hỗ trợ trong việc điều trị các cái bệnh lý như là tiểu đường. Thế và chúng ta biết là đông trùng hạ thảo nó có cái hoạt chất rất quý hiếm, đó là codicepine senicid. Đây là một cái hợp chất vanadium, nó có cái tác dụng là tương tự như là cái chức năng của insulin, nên chính vì vậy mà nó có tác dụng kiểm soát tốt đường huyết này, cũng như là nó có tác dụng là làm giảm đường huyết ở trong máu của bệnh nhân tiểu đường, và nó có cái tác dụng là hạn chế cái việc tổng hợp lên cholesterol cũng như là triglyceride, nên là chính vì vậy mà nó có tác dụng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa các cái biến chứng của tiểu đường. Và một thành phần thứ hai đó là dây thiều canh. Chúng ta biết là dây thiều canh đây là một cái thảo dược mà cũng rất hay dùng để giúp cho cái tác dụng hỗ trợ trong việc giảm cái đường huyết. Và qua các cái nghiên cứu dược hiện đại, người ta nhận thấy rằng trong dây thiều canh nó có một cái hoạt chất, đó là hoạt chất GS4. Và cái hoạt chất GS4 này nó có những cái tác dụng. Thứ nhất là nó có tác dụng làm tăng cường các cái kích thích sản xuất ra insulin. Thứ hai là nó có tác dụng là tăng cái độ nhạy insulin, nên là giúp cho cơ thể sử dụng insulin một cách hiệu quả. Và thứ ba nữa là nó có cái tác dụng là ngăn ngừa hấp thu đường huyết từ ruột vào. Và thứ tư nữa là nó có cái tác dụng làm tăng các cái hoạt tính men để hấp thu cũng như là chuyển hóa đường. Và cái cuối cùng nó có cái tác dụng là hạn chế việc tổng hợp cholesterol và triglyceride, nên là chính vì vậy nó cũng sẽ ngăn ngừa các cái biến chứng. Và dây thiều canh chúng ta biết là nó đã tham gia vào cái quá trình hạn chế hấp thu đường vào trong cơ thể cũng như là tăng cường cái chuyển hóa đường, nên là chính vì vậy mà nó có tác dụng kiểm soát và giúp hỗ trợ trong việc giảm cái đường huyết rất tốt và ngăn ngừa các cái biến chứng. Và chúng ta biết là cái dây thiều canh ở trong đây là cái dây thiều canh đã được chuẩn hóa, nên chính vì vậy mà nó có cái hoạt chất GS4 cao gấp 2,4 lần so với các cái dây thiều canh thông thường. Một thành phần thứ ba đó là sữa non được nhập khẩu từ tập đoàn ABS Bio Group của Hoa Kỳ. Và đây là một cái tập đoàn mà sản xuất cũng như là cung cấp sữa non lớn nhất thế giới. Và chúng ta biết được là cái sữa non này được vắt từ những cái con bò sữa mà đã được nuôi đạt chuẩn hóa cũng như là được nuôi theo các cái phương pháp hữu cơ organic. Và cái sữa non này đã được vắt trong vòng 24 giờ sau sinh, nên chính vì vậy mà nó đạt được cái lượng kháng thể rất cao ở trong cái sữa này. Và cái sữa non này cũng đã được qua những cái như là bảo quản này dưới cái độ đông lạnh và bào chế bằng các cái phương pháp sấy khô trực tiếp, nên là chính vì vậy mà nó sẽ cái sữa non này nó đảm bảo được một cái nồng độ protein này cũng như các acid amin cần thiết, các vitamin, các khoáng chất và các canxi nữa, nên giúp cho tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng cho bệnh nhân tiểu đường, cũng như là nó sẽ giúp cho người bệnh sẽ có thể là phục hồi được cái sức khỏe. Một cái đặc điểm thứ hai đó là trong sữa non này sử dụng cái đường isoman. Và cái đường isoman này là một cái loại đường mà nó sẽ tan chậm, nên là chính vì vậy mà nó sẽ kiểm soát không làm tăng cái đường huyết nhanh. Và tiếp theo một cái ưu điểm thứ ba đó là trong sữa này nó có tầm 40 các acid amin cần thiết cũng như là các cái khoáng chất, nên là chính vì vậy nó sẽ tăng cường bồi bổ cho bệnh nhân tiểu đường. Cái ưu điểm thứ tư đó là trong sữa nó có rất giàu những hoạt chất như là MUFA, UFA,
rồi là các cái omega 3, omega 6, nên là chính vì vậy nó sẽ rất tốt cho trí não cũng như là các cái tim mạch của người bệnh. Sữa tiểu đường thảo dược Mamigo đã được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 22000-2005 và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Vâng, thế và bên cạnh cái chế độ điều trị theo đơn bác sĩ thì mỗi một ngày chúng ta nên sử dụng từ 2 đến 3 ly sữa để giúp cho ổn định đường huyết này và phòng ngừa các biến chứng cũng như là nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân tiểu đường. Chính vì vậy mà sữa tiểu đường thảo dược Mamigo là một sản phẩm chất lượng và hiệu quả cho bệnh nhân tiểu đường trong việc ổn định đường huyết cũng như là hỗ trợ trong việc phòng ngừa các cái biến chứng tiểu đường và đặc biệt là nâng cao sức khỏe cho người bệnh, giúp cho người bệnh sống vui, sống khỏe. Khi mua sữa tiểu đường thảo dược Mamigo thì các quý vị nên lưu ý để chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì chúng ta nên chú ý có hai cái tem. Thứ nhất là đây là cái tem mà là để chứng minh là đây là cái sữa chính hãng của công ty đã dán vào. Và thứ hai nữa là đây là tem chống hàng giả của Bộ Công an. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy là trên hộp sữa nó có hai cái tem này thì đấy là chúng ta đã mua đúng được cái loại sữa tiểu đường thảo dược Mamigo. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.